Vâng, xin kính chào ông bà cô chú chị các bạn ha. Thì hiện tại thì thấy có một đám tang được đi hỏa táng mọi người. Đang di chuyển vô chỗ mộ gần mộ của Phú Linh. Ủa này mấy đám? Một đám à. Rồi xe đã di chuyển tới chỗ làm lễ quả thiêu mọi người. Nhật Tây đang đi lên rồi, cái cổng á trình là biết thiêu rồi, có kinh nghiệm mà. Rồi đội Nhật Tây đang chuẩn bị. Đưa vô đây chuẩn bị làm lễ ngoài ha. Trên có màn hình. Chuẩn bị cũng làm lễ mọi người không? Thank you.
Giờ trong thầy thì đang tụng rồi. Đúng rồi. Ê, tụng hồi cận anh em lại quay một cái nữa. Ai xả tan thì xả. Thôi. Bây giờ hạ xuống Gò Tiêu. Đúng rồi anh. Thì trong Gò Tiêu có những gì thì anh em mình đã có cập nhật mấy cái clip trước rồi. Và chút xíu nữa em sẽ cập nhật tiếp hồi kinh cuối của thầy để chuẩn bị mà xả tan xong rồi hạ xuống mọi người ha. Giờ thầy đã tụng sắp xong rồi ơi. Giờ hãy vào quay cái phút xả tan với lại mà hạ nguyệt không rồi. Xả tan luôn. Mình xả tan. Thank you.
Bà Băng cũng xin chia buồn cùng với gia đình, chúc chú về với cõi Phật sớm được siêu thoát. Và bây giờ thì có lẽ em cũng xin kết thúc cái video tại đây nha mọi người. Mọi người xem thì cho em xin một like, một đăng ký kênh. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều.